Max Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Apple Watch hay iPhone của bạn bị xước, đến ngay Max Mobile. Khổ có cái là nó quá nặng đi. Nó là gần như là những cái đũng này là nó gần như là đặc hết luôn. Những mấy cái cây thanh này nè, nó là dạng nặng. A few moments later. Anh này thừa nhận hàng chục kg vàng mình đeo trên người là vàng giả. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của X-Studio. Trong vài ngày qua thì hiện tượng Phúc XO đã nổi lên như cồn trong cộng đồng mạng sau khi nhân vật này bị các cơ quan điều tra tạm giữ về việc tổ chức sử dụng ma túy tại tụ điểm là quán karaoke của mình. Hiện tại thì Phúc XO tiếp tục bị tạm giữ để điều tra thêm về một số vấn đề liên quan và khá động trời là có vẻ như những gì mà cộng đồng mạng biết về nhân vật này từ trước tới nay lại không hẳn là sự thật. Cụ thể, vào sáng ngày 12 tháng 4, theo một số nguồn tin riêng của phóng viên, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Trần Văn Phúc, tức Phúc XO 36 tuổi, chủ quán karaoke XO Pharaoh trên đường Trường Chinh, quận 12. Cũng theo nguồn tin này, trong quá trình ghi lời khai Phúc tại cơ quan công an, anh này thừa nhận hàng chục kg vàng mình đeo trên người là vàng giả. Lý giải về việc này, Phúc cho rằng bản thân thấy người dân hiếu kỳ với việc mình đeo vàng giả nên sử dụng chiêu này để làm truyền thông, câu view trên mạng xã hội, giúp bản thân nổi tiếng, thuận lợi cho việc kinh doanh. Cơ quan chức năng cũng xác định dàn xe tay ga gắn biển số ngũ quý của Phúc XO đều là biển số giả. Được biết trước đó, rạng sáng ngày 10 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 12 kiểm tra quán karaoke XO trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Phúc XO làm chủ quán. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh karaoke, thu giữ tang vật nghi là ma túy, gần 90 người nghi sử dụng chất cấm. Cơ quan chức năng sau đó đưa Phúc XO và 8 nhân viên quán về trụ sở để phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 39 khách dương tính ma túy. Tối ngày 10 tháng 4, sau khi khám xét nhà riêng của gia đình Phúc XO, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan, phong tỏa quán karaoke XO trên đường Trường Chinh, quận 12 để khám xét. Trần Ngọc Phúc sinh ra và lớn lên ở TP.HCM trong một gia đình làm doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại quận 10, TP.HCM. Theo lời kể của anh này, năm 23 tuổi anh có nhiều chứng chỉ nghề nhưng khi đi xin việc thì không ai nhận. Sau một thời gian chạy xe taxi, xe khách, Phúc làm giàu bằng nghề buôn bán dầu ăn. Trước đó, Phúc XO nổi tiếng được nhiều người biết đến với số lượng vàng khủng đeo trên người, nặng tới 13 kg, thậm chí có thời điểm lên đến là 17 kg, đến nay đã được xác định là vàng giả. Ngoài số vàng trên, Phúc XO tung tin rằng anh ta có một dàn siêu xe mô tô, ô tô hiếm, rất có giá trị cùng nhiều khối tài sản khác. Bên cạnh đó, trong trận đấu Việt Nam-Philippines giải AFF Cup 2018, Phúc XO gây chú ý khi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ. Xung quanh Phúc có đến 4 vệ sĩ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, đồng thời giúp đỡ Phúc nâng chiếc vòng vàng giả trên cổ cho đỡ nặng. Như vậy, cho đến bây giờ, hóa ra Phúc XO không hề là đại gia nhiều vàng nhất Việt Nam như mọi người lầm tưởng. Vừa rồi là một thông tin nhanh mà X-Studio muốn cập nhật gửi đến cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like và subscribe để ủng hộ X-Studio nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!